Vườn sầu riêng rộng 2 hecta của ông Nguyễn Đức Thanh là một trong những vườn sầu riêng đầu tiên tại xã Đạ Lây, huyện Đạ Tẻ. Nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, vườn sầu riêng của ông Thanh cho năng suất cao, trung bình 25 tấn một hecta một năm. Để vườn đạt năng suất và chất lượng, ông luôn chú trọng đến khâu chăm sóc, quy hoạch vườn. Hàng trăm gốc sầu riêng được ông trồng theo hàng đều tăm tắp. Đặc biệt, ông làm mương thoát nước theo hình bàn cờ vuông vức. Khu vườn nhìn vừa đẹp mắt vừa khoa học, bởi theo ông việc đào mương như thế này giúp thoát nước tốt hơn, cây không bị úng. Bởi vậy mà dù vườn ngay bên cạnh dòng sông Đồng Nai, nhưng gần 20 năm qua chưa từng bị úng ngập. Thứ nhất là cái chất đất nó cũng là hợp. Thứ hai nữa thì là nhiệt độ thời tiết ở đây nó vừa đủ, nó ẩm, trời nó ẩm, nó chiều cho cây sầu riêng. Một cái là mình được ưu điểm hơn là mình cần cái dòng nước của sông Đồng Nai nữa, mình tưới tắm nó cũng thoải mái, là nước nó sạch thì cây nó cũng đỡ dịp bệnh. Bí quyết của người già nông á là mình làm thoát nước, rồi là chăm sóc cây sạch sẽ, rồi cỏ mạ nó sạch đẹp thì rõ ràng nó chống những cái bệnh, nước nó thoát thì nó đỡ, hạn chế được cái nấm bệnh. Cũng tại xã Đạ Lây, mô hình trồng sầu riêng theo tiêu chuẩn Việt Gáp của ông Nguyễn Văn Nhân cũng đang mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ông Nhân bén duyên với cây sầu riêng cách đây hơn chục năm. Khi ấy nhận thấy tiềm năng của loại cây này trên địa bàn, ông quyết định đầu tư trồng thử nghiệm. Với sự chịu khó học hỏi, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, ông Nhân đã thành công trong việc trồng sầu riêng. Để sầu riêng phát triển ổn định, ông Nhân áp dụng cách để cỏ thành một lớp phủ giữ ẩm trên vườn, đồng thời áp dụng hệ thống nước tưới tự động qua bếp tưới phun mưa. Nhờ vậy, khu vườn này luôn xanh tốt quanh năm. Học hỏi những người mà đi trước, thì chúng tôi còn thời gian là cũng tự bằng tay thôi. Xong điều kiện thời gian nó cũng khó khăn về kinh tế. Sau đó là cái gì mình cũng làm lần qua mùa năm thì cũng có thu nhập được một hai lần sầu riêng thu nhập. Thì bắt đầu phát triển về mua máy móc và ống làm bạch tự động và tưới cho cây sầu riêng. Quá gì nói chung là mình tưới thì nói chung là được sống hẳn đỡ phèn hơn mình đau hồ. Để phát triển sầu riêng, nông dân Đạ Tẻ cũng tham gia vào các tổ hợp tác xã, xây dựng mã số vùng trồng cho địa phương mình. Đây là một trong những yếu tố quan trọng giúp nâng cao giá trị sản phẩm, tạo dựng thương hiệu cho sầu riêng Đạ Lây trên thị trường. Hợp tác sầu riêng chúng tôi là nói chung là thôn Phú Thành ấy, là với hợp tác là tên 22 người. Còn trong đó là quả gì vừa qua đã đăng ký mã vùng trồng ở Trung Quốc rồi. Quả gì photo sổ đỏ đồ vì căn cứ là đã qua bên đó người ta đã chứng nhận rồi. Rồi là cũng là tới đây cũng có thêm Việt Gáp nữa. Thì cái vùng Việt Gáp thì cũng có là đi tập huấn và cũng chúng có điều kiện người ta đỡ là công nhận. Là quả gì cũng là được là quả gì địa phương đã quả gì đã ký rồi. Nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất và xây dựng được thương hiệu cho sản phẩm, sầu riêng Đạ Lây đang ngày càng khẳng định vị trí của mình trên thị trường. Đây là niềm vui của người dân nơi đây, hứa hẹn mang đến một tương lai tươi sáng hơn cho vùng quê Đạ Lây.